Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Đây là bài viết Review Hành tinh Nga cực mạnh của tác giả Bảo Phúc đăng trên spyroom.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết luôn nào. Chào các bạn, nếu như các bạn đã từng đọc bài viết của mình trước đây thì các bạn sẽ biết hiện tại mình đang không sinh sống ở Việt Nam mà là ở hành tinh Nga xa xôi. Và tháng 6 tới đây sẽ là chính thức tròn 7 năm lần đầu tiên bước chân sang Nga. Và mình nghĩ với chừng đó năm đã cho mình thêm một chút hiểu biết hơn về hành tinh này. Lưu ý, bài viết này sẽ chứa rất nhiều spoil. Nếu như bạn muốn tự mình trải nghiệm tất cả mọi thứ thì hãy cân nhắc trước khi đọc. Ok, chúng ta sẽ đến với điều đầu tiên nào. Điều thứ nhất, môi trường sống. Tính tới thời điểm hiện tại, mình đã có cơ hội đến với ba thành phố của Nga là Ryazan, nơi mình sinh sống, Moscow và Sochi. Đương nhiên, chỉ ba thành phố thì không thể đánh giá được tổng thể toàn nước Nga được, nhưng mình lại tìm hiểu được rất nhiều điều đặc biệt ở từng nơi. Nếu để so sánh, thì Ryazan giống như là Đà Lạt ở Việt Nam vậy. Dù mình chỉ mới có cơ hội đến Đà Lạt một lần, nhưng mình có thể thấy rất nhiều điểm chung ở hai thành phố này. Đà Lạt lẫn Ryazan đều có một nhịp sống không quá vội vã, thời tiết cũng không quá nóng, đặc biệt là cả hai thành phố đều có rất nhiều cây xanh. Không biết có còn đúng không vì lần cuối mình tới Đà Lạt cũng là 5 năm rồi. Moscow thì lại rất khác vì nó là thủ đô nên cũng có những thứ biểu tượng của nước Nga như quảng trường đỏ hay điện Kremlin đều có. Ngoài ra, những loại phương tiện hay kiến trúc hiện đại lẫn truyền thống nhất của Nga đều xuất hiện ở Moscow. Tuy nhiên, có một yếu điểm đó chính là nếu như bạn tới Moscow trên 3 lần thì sẽ rất nhanh chán vì mọi thứ không có quá nhiều sự khác biệt và cũng nên cẩn thận với những chiếc taxi cố tình lôi kéo bạn vì đa số họ sẽ đội giá lên cao hơn so với bình thường. Nếu như bạn không biết tiếng Nga thì khả năng rất cao là sẽ bị lừa. Nếu như bạn không muốn bị lừa thì hãy nhờ những người Việt đã sống ở Nga lâu năm, đủ kinh nghiệm để có thể giúp bạn. Cuối cùng là Sochi. Có thể gọi đây là thành phố du lịch đúng nghĩa. Mình đã bị choáng ngợp bởi sự tuyệt vời của Sochi khi nó có tất cả mọi thứ mà mình tưởng tượng khi đến một đất nước châu Âu. Với những kiến trúc tuyệt vời, những địa điểm đa chủng tộc, những khu vui chơi hoành tráng hay một bãi biển lãng mạn. Điều thứ hai, ngôn ngữ. Thật ra thì việc định nghĩa tiếng Nga khó hay dễ là còn do tùy người. Mình là một thằng đã dành cả thanh xuân chỉ để tìm cách làm sao để có thể giao tiếp tiếng Nga như người bản xứ, nhưng tới giờ mình vẫn chưa hoàn toàn đạt được nó. Mình có thể chỉ ra hai nguyên nhân chủ yếu khiến tất cả mọi người đều gặp khó khăn khi học tiếng Nga, đó chính là phát âm và từ mới. Nếu để chỉ từ vựng thì tiếng Nga là một đất nước rất đồ sộ về từ vựng. Lý do là vì tiếng Nga cũng đã có một bước cải tiến lớn trong việc thay đổi ngôn ngữ của chính họ, nên tiếng Nga có rất nhiều từ cổ, từ đồng nghĩa và từ lóng. Bảng chữ cái của tiếng Nga cũng khá khoai khi nó có tận 4 chữ đọc gần giống nhau là 4 chữ xuất hiện trên màn hình. Ngoài ra, có một điều thú vị là khi viết một từ gì đó, người Nga sẽ viết các chữ cái nối liền nhau. Về mặt thẩm mỹ thì nó khá là đẹp, nhưng khi đọc thì nó sẽ là một cực hình đối với du học sinh khi nhiều lúc bạn sẽ chẳng hiểu thầy cô viết gì trên bảng. Lý do mà đối với người Việt, phát âm lại khó đến thế là vì nó còn tùy thuộc vào từng vùng miền, việc bạn có bị ngọng hay không, lưỡi bạn có ngắn hay không, và bạn cũng phải biết cách đặt đúng trọng âm vào từng chữ. Vì chỉ cần bạn đọc sai trọng âm, nó sẽ là một từ khác, hoặc bạn sẽ bị bọn bạn cười thúi mặt. Nếu như bạn đang thắc mắc vì sao mình không nhắc tới ngữ pháp, là bởi vì cái này còn tùy thuộc vào nhiều mục đích khi bạn học tiếng Nga hay sang Nga. Vì ngữ pháp trong tiếng Nga là một phạm trù rộng hơn rất nhiều những thứ còn lại. Theo như mình biết thì ở Việt Nam, khi bạn lên cấp 2, chúng ta sẽ học ngữ văn thay vì môn tiếng Việt. Nhưng ở Nga, bạn sẽ phải học cả văn học lẫn môn tiếng Nga
từ lớp 1 tới lớp 11. Vì dù là một người bản địa, vẫn có nhiều người Nga không thể viết đúng chính tả hay hiểu được lý do vì sao từ này lại viết thế này, từ kia phải đọc thế kia. Nếu như bạn sang Nga và học tiếng Nga chỉ để giao tiếp cơ bản cho cuộc sống hàng ngày, bạn có thể chỉ cần học ngữ pháp căn bản như thì quá khứ, hiện tại, tương lai và trau dồi từ mới lẫn cách phát âm. Kể cả bạn không nói đúng ngữ pháp thì đa số người bản địa vẫn hiểu. Nhưng nếu bạn muốn trở nên master hơn thì bạn có thể mua những cuốn sách ngữ pháp tổng hợp, đa số nó sẽ tổng hợp đầy đủ tất cả những điều bạn cần. Nhưng mình nói thật là nó sẽ rất khó khăn nếu như bạn không có người dạy kèm. Nghe thì có vẻ nặng nề, nhưng nếu bạn dốc hết sức để cày thì khả năng cao bạn cũng sẽ tiếp thu được đáng kể. Dù chắc chắn là bạn sẽ nổ não và học máu khi học đấy. Không biết những lý do trên có phải là yếu tố chính khiến số người nước ngoài học tiếng Nga giảm mạnh kể từ năm 1990 hay không? Điều thứ ba đó là ẩm thực. Đây có lẽ là phần mình thất vọng nhất khi sang Nga. Cảm nhận của riêng mình thì ẩm thực Nga khá là chán vì đa số các món ăn sẽ khá nhạt, chắc vì người Nga sử dụng muối thay vì nước mắm. Người Nga họ cũng chuộng những thức ăn ngọt hơn là mặn. Và ngoài ra, những quán đồ ăn nhanh cũng là địa điểm quen thuộc của các gia đình vào ngày nghỉ. Nếu như để chỉ ra hai món đặc biệt nhất, thì mình sẽ chọn shawarma và blini. Shawarma thì nó là một món ăn gồm thịt nướng hoặc thịt gà, cộng với rau củ như cà chua hay bắp cải, với một lớp vỏ bánh được nướng lên ở bên ngoài. Nó còn có thể có rất nhiều biến thể tùy từng nơi. Lý do mà mình chọn nó vì đây là một món ăn quốc dân. Khi từ giới trẻ cho tới những người làm việc bận rộn đều chọn shawarma vì nó rất tiện lợi, đủ chất và giá cả rất phải chăng. Món thứ hai đó chính là blini. Đây là một món ăn thường xuất hiện ở tuần lễ Malesnitsa, hay còn có cách gọi khác là lễ tiễn mùa đông, đón mùa xuân. Nó khá tương tự với bánh pancake nhưng mỏng hơn, và điều đặc biệt không phải ở phần bánh mà là vì nó có thể kết hợp với rất nhiều loại gia vị khác nhau như mứt, sữa đặc hay cả thịt. Thứ tư, thời tiết. Trong vài năm trở lại đây, thời tiết ở Nga khá là bất thường khi có năm mùa đông đến sớm, nhưng có năm lại đến rất muộn. Vào mùa đông, thời điểm lạnh nhất thì nhiệt độ trung bình có thể từ âm 15 cho tới âm 28 độ C, trong khi vào mùa hè, nhiệt độ cao nhất có thể là khoảng 20 độ cho tới 30 độ C. Có một điều khá đặc biệt đó chính là mặt trời vào mùa hè bắt đầu lặn ở khoảng 9-10 giờ tối. Nếu như bạn không phải là người chịu lạnh giỏi, thì khả năng thời tiết ở Nga sẽ rất khắc nghiệt đối với bạn. Và quan trọng là bạn đừng quá kỳ vọng vào sự đẹp đẽ khi tuyết rơi vào mùa đông, vì nó kinh khủng hơn bạn nghĩ. Mọi thứ rất tuyệt vời, cho đến lúc bạn nhìn thấy cái đống tuyết lở này, thậm chí đây còn chưa phải là thời điểm tuyết rơi dày nhất, và bạn sẽ không biết khi nó tan ra và bị đóng băng lại sẽ kinh khủng như thế nào đâu. Điều thứ năm, văn hóa và cách hành xử. Nếu nhắc tới Nga, có một thứ bạn cần phải nhắc tới, đó là văn học. Dù không phải toàn bộ người Nga đều yêu văn học, nhưng nếu đã lỡ yêu, thì họ sẽ yêu rất nhiều. Đối với người Nga, văn học rất đặc biệt và họ coi những nhà thơ hay nhà văn trong quá khứ như những anh hùng vậy. Và đừng bất ngờ nếu như bạn vô tình bắt gặp một chiếc xe buýt dán hình Pushkin để chúc mừng sinh nhật ông ấy trên đường phố. Nhưng không phải ở Nga không có mặt tối, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Ví dụ như những bậm nhậu, những hooligan xuất hiện trên đường phố, những kẻ kỳ thị LGBTQI hay phân biệt chủng tộc. Và nếu như mới đây nhất, thì là việc không một ai chịu đeo khẩu trang để phòng chống dịch cả. Thứ nhất là vì trước khi COVID-19 xuất hiện, mỗi năm ở Nga đều xuất hiện nhiều dịch cúm khác nhau. Và nếu như ở trường học, lớp nào có số lượng học sinh nghỉ học quá 25%, sẽ có một tuần để nghỉ ở nhà và cách ly. Thứ hai là vì tôn giáo, đa phần xuất hiện ở những người lớn tuổi vì tư tưởng cực đoan dẫn đến việc họ đặt ra quá nhiều thuyết âm mưu cho từng sự việc. Dù vậy, đa phần thế hệ trẻ ở Nga bây giờ cũng đã cởi mở và phá vỡ những tư tưởng định kiến cũ đi khá là nhiều. Mình cũng có quen những người bạn Nga là cộng đồng LGBTQI hay những người bạn sẵn sàng giúp đỡ mình dù mình là màu da nào. Và đặc biệt hơn là người Nga rất có ý thức về việc vứt rác đúng nơi đúng chỗ. Đó là điều mình mong muốn chúng ta học hỏi. Kết. Cảm nhận của mình có thể đúng hoặc sai vì mỗi người sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Và bài viết này
để cho những người tò mò về hành tinh này hay có ý định đi du học sẽ có ít nhiều thông tin khiến các bạn đỡ bối rối hơn. Và ngoài ra, mình cũng muốn lưu lại những cảm xúc và những trải nghiệm mà mình đã có ở cái nơi mà mình dành phần lớn thời gian trên cuộc đời này. Peace. Bonus, điểm đánh giá cho hành tinh Nga là cà phê. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Comment là Nguyễn Lê Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.